Sáng ngày 24 tháng 11, ông Nguyễn Đăng Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa xảy ra hiện tượng sạt lở tạo thành hố sụp lún trong đêm, chưa rõ nguyên nhân. Theo đó, khoảng hơn 20 giờ ngày 23 tháng 11, người dân đang ở trong nhà thì nghe có tiếng động lớn nên chạy ra ngoài kiểm tra. Lúc này, người dân hoảng hốt phát hiện sạt lở đất tạo thành hố sụp lún lớn ngay trong vườn, nhiều cây cối, vật dụng bị sụp đổ xuống hố. Qua kiểm tra ban đầu, hố sụp lún này trong vườn của hai hộ dân ở liền kề nhau tại thôn 5, có đường kính khoảng 12 đến 15 mét, sâu hơn 3 mét, gần hố sụp lún cũng đang xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, nước nẻ lan rộng, tiềm ẩn nguy hiểm. Khu vực xảy ra sạt lở, sụp lún là đất thổ cư và chỉ cách sông rào nổ khoảng 200 đến 400 mét. Sự cố làm nhiều gia cầm của người dân bị sụp xuống lòng hố, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm bị nghiêng, lún, có nguy cơ sập. Khu vực nhà bếp, sân, bậc thềm, nền nhà cũng bị nứt nẻ ngang dọc, đút lọt cả bàn tay. Ngay sau sự cố, người dân đã di chuyển đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồng thời chăn dây cảnh báo để đảm bảo an toàn. Ngay trong sáng ngày 24 tháng 11, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và triển khai các giải pháp xử lý, khắc phục sự cố.